Dạ vâng, em Loan chờ ô tô Kinh Môn Hải Dương. Xin nhìn đây chào mừng quý anh chị và các bạn thì tiếp tục quay trở lại với kênh mua bán của em trong buổi chiều ngày hôm nay nhé. Và tiếp tục trong buổi chiều ngày hôm nay em về một cái chiếc Lancetti X được sản xuất năm 2008 nhé. Và chiếc xe này thì là một chiếc xe không dịch vụ taxi xe gia đình thôi ạ. Và chiếc xe 2008 này thì em bán với giá là 170 triệu đồng và có bao gồm phí sổ sơ gốc nhé. Và xem xe tại An Kinh Môn Hải Dương liên hệ em Loan qua số điện thoại 0976081699 em Loan. Và để các bác có thể rõ hơn về cái mẫu xe này thì liên hệ với em để em có thể tư vấn rõ hơn cho các bác xem mẫu xe này, cũng như là đến xem xe trực tiếp tại An Kinh Môn Hải Dương nhé. Và sau đây các bác cùng lên màn hình để em quay chi tiết cái mẫu xe Lancetti X208 này cho các bác cùng xem qua nhé. Và các bác đừng quên đăng ký kênh cũng như like kênh, chia sẻ và bật nút chuông thông báo giúp em ạ, để theo dõi những cái mẫu xe mới nhất em lên thường xuyên trong ngày nhé. Và vâng, bây giờ em sẽ đi vào chi tiết cái ngoại thất cũng như nội thất của mẫu xe Lancetti X208 này nhé. À vâng, trước màn hình của chúng ta đây là cái mẫu xe Lancetti X được sản xuất năm 2008, xe tư nhân sử dụng, không hiện tượng chạy dịch vụ taxi các bác nhá. Và xe em cam kết các bác là xe cũng không lỗi và không đâm đụng, không ngập nước. Và các bác có thể đến test thoải mái tại chợ ô tô Kinh Môn Hải Dương, liên hệ với em Loan qua số điện thoại 0976081699 để các bác có thể rõ hơn cái mẫu xe này cũng như tư vấn trực tiếp về cái mẫu xe này và xem xe tại ô tô Kinh Môn Hải Dương nhá. Vâng, và sau đây là cái ngoại thất của cái mẫu xe Lancetti X208. Một cái mẫu xe mà cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu với cái động cơ 1.6 thôi. Nó dao động tầm 6,5 lít cho đến 7 lít trên 100 km đường trường. Vâng, một cái mẫu xe khá là phù hợp cho chúng ta việc chạy gia đình cũng như là muốn có thêm thu nhập và chạy dịch vụ đấy ạ. Một cái mẫu xe cực kỳ hoàn hảo vì cái mức nhiên liệu rất là hợp lý nhá, 6,5 lít thôi. Vâng, ở cái mẫu xe này thì các bác hoàn toàn về sẵn sử dụng, không phải làm bất cứ thứ gì mà mang màu đen nguyên bản theo xe. Xe thì em cũng chưa dọn rửa nhá, và vẫn còn những cái lốt xước nhá, vẫn còn những vết xước và quẹt nhà của mẫu xe này, và không hề có hiện tượng đâm đụng hay ngập nước nhá các bác nhá. Vâng ạ. Và ở mẫu xe này thì đã được trang bị màn hình cam lùi đầy đủ hết rồi, la răng đúc. Vâng. Mang một cái gam màu đen, một cái màu đen. Đấy. Xe thì nếu mà qua cái video này bác nào mà muốn sử cái mẫu xe này thì em cho vào sơn tỉa cái mẫu xe này cho các bác nhá. Sơn tỉa những cái chỗ xước sát đấy ạ. Vâng. Để các bác về sẵn sử dụng cái mẫu xe này. Và cái dòng xe này thì bên em về liên tục nhá, về liên tục. Và hôm trước nó bán một cái chiếc đời 2009 với giá 180 triệu đồng, có bao gồm phí rút hồ sơ cho khách Hải Phòng. Và đây em hôm nay em lại về một cái chiếc xe đời 2008. Đời 2008 nhá, với giá 170 triệu đồng và xe cũng không taxi dịch vụ. Và bác nào mà đã đăng ký kênh của em thì nếu mà ưng chiếc xe này thì muốn cho chiếc xe này liên hệ với em qua số điện thoại nhá, 0976081699 để em có thể tư vấn cho các bác xem cái mẫu xe này, để có thể sử cái mẫu xe này nhá. Về tổng quan chiếc xe này thì một cái mẫu xe không lỗi. Vâng, cụm đèn trước cũng như đèn hậu là nguyên bản theo xe, cũng chưa hề có hiện tượng đâm đụng ngập nước nhá. Đấy, một cái mẫu xe các bác về sẵn sử dụng thôi, mang biển số của Thanh Hóa. Hệ thống cam lùi đầy đủ. Và chiếc xe này thì máy móc rất là khô ráo sạch sẽ nhá, về sẵn sử dụng thôi ạ. Những cái chi tiết nhỏ như là tay nắm mở cửa hoặc là cái phần đuôi xe đã được mạ lên chrome nên là nhìn rất là sáng thoáng xe. Đấy. Cái tổng quan chi tiết của cái chiếc xe này thì nếu mà cứ để nguyên như thế này thì cũng được ạ, vì cái thân vỏ cũng rất là đẹp rồi. Nếu các bác muốn đẹp hơn thì em có thể sơn tỉa cho các bác những cái chi tiết như bị xước sát bên ngoài, vì đây là một chiếc xe mộc ạ. Đấy, em chỉ cho các bác xem những cái chi tiết mà bị xước sát nhé. Đây ạ. Xước sát nhỏ bên ngoài đi thôi, chứ còn lại sơn xi thì nó còn tương đối đẹp nhé, còn tương đối đẹp. Và đăng kiểm còn rất là dài nhé. Mới đăng kiểm ạ, tới tháng 4 năm 2020 ạ. Và đó là cái ngoại thất của cái mẫu xe này. Và cụm đèn nguyên bản theo xe rất là sáng nhá. Vâng, bác nào đã đặt em chiếc xe này thì nếu mà xem được video các bác nhanh tay gọi cho em nhá, 0976081699 nhá, để sử dụng cái mẫu xe Lancetti X208 này nhá. Và sau đây em sẽ đi vào cái phần nội thất của cái xe này cho các bác cùng xem ạ. Dạ vâng, trước khi xem chi tiết cái video thì quý vị anh chị và các bạn nhớ đăng ký kênh nhé, cũng như là like kênh, chia sẻ và bật nút chuông thông báo tiện theo dõi những cái clip em đăng lên thường xuyên trong ngày nhé.
để quý vị anh chị và các bạn có thể tham khảo. Vâng, bước vào cái hệ thống nội thất của cái mẫu xe này thì nội thất là hoàn toàn zin nguyên bản từ năm 2008. Một gam màu ghi xám nhá. Ô nội thất khá là sạch sẽ. Và cái dàn nội thất khá là tươi. Và trần nỉ là trần nỉ nguyên bản theo xe. Nỉ xám luôn nhá. Đây ạ, các bác nhìn nhá. Đây. Hệ thống keo chỉ của chiếc xe này là zin theo xe. Lỉ ở cái phần táp ly hoặc là cái phần cánh này này vẫn còn nguyên zin nhá. Đây lỉ đây, zin nguyên lỉ nhá theo xe. Và hệ thống gương kính chỉnh điện là hoạt động là hoàn toàn bình thường, không có lỗi gì cả. Táp ly táp lô đây ạ. Không hề có hiện tượng nó khoan đục taxi nhá các nhá. Và cột kèo thì còn nguyên. Nói chung là một chiếc xe keo chỉ zin, cột kèo keo chỉ zin theo xe. Lóc xe thì cũng không hề có hiện tượng là rơi vỡ cái gì vào đâu ạ. Lóc còn nguyên, không hiện tượng là móp méo nhá, từ năm 2008 tới giờ. Nói chung là một chiếc xe không lỗi. Đấy, được trang bị màn hình cam lùi đầy đủ hết rồi đấy nhá. Đầu DVD. Đấy, điều hòa rất là mát. Đấy, với cái thời tiết mà 38 độ C mà em chỉ bật số 1, số 2 thôi, rất là mát rồi ạ. Rất là mát nha các bác nhá. Và gầm bệ chiếc xe này thì khỏi phải nói rồi, rất là chắc chắn. Nếu ai đã từng sử dụng cái loa TC này rồi thì các bác biết rất là chắc chắn. Và cái mức tiêu hao nhiên liệu rất là hợp lý. Đấy. Một cái nội thất rất là sạch sẽ. Hàng ghế sau thì rất là rộng rãi nhá, rất là rộng rãi. Và bên em chuyên thu mua những cái dòng ô tô cũ từ 2 cho đến 7 chỗ ngồi với giá tiền dao động từ 100 cho đến 500 triệu đồng nhá. Thì bác nào nếu có nhu cầu cần bán xe hay là trao đổi xe thì đến tại Ban Kim Môn Hải Dương em để trao đổi xe nhá. Và nếu mà có bán xe thì em sẽ liên hệ với các bác. Các bác để số điện thoại em cho lưu và liên hệ lại với các bác. Mua cho các bác, cho quý vị anh chị với những cái giá cả hợp lý nhất. Đó. Một cái dàn nội thất thì khá là sạch sẽ. Đấy, lỉ nguyên bản nhé. Một cái mẫu xe Lastia X được sản xuất năm 2008. Đời cũng khá là tương đối cao rồi, cũng khá là thấp. Với giá bán là chỉ có 170 triệu đồng thôi, rất là rẻ phải không ạ? Chúng ta về đi gia đình trong cái dịp nắng nóng này. Em sẽ mở cho các bác xem cái hệ thống cốp cũng như là khoang máy của cái mẫu xe Lastia X này nhá. Vâng, một chiếc xe gọi là một chiếc xe gầm thấp, nhưng mà một cái hệ thống khoang máy thì cực kỳ là khô ráo và sạch sẽ nhá. Cực kỳ là khô ráo và sạch sẽ. Vâng. Đấy. Khoang máy thì không hề có hiện tượng là chảy dầu nhớt gì cả nhá. Và gầm thì rất là khô. Vâng. Một cái hệ thống khoang máy là khi máy móc khô thì là các bác nhìn xuống dưới gầm máy đấy ạ. Đó không có hề có hiện tượng là chảy dầu nhớt gì. Thì đó là một hệ thống khoang máy rất là đẹp. Rất là đẹp nhá. Vâng. Còn lại thì xe thì các bác hoàn toàn yên tâm là xe không có hiện tượng là đâm đụng ngập nước gì cả. Và kính rồi là những cái đèn xe này còn nguyên bản theo xe. Đấy. Qua thời gian sử dụng nó ố rồi các bác nhá. Một cái mẫu xe rất là hoàn hảo cho chúng ta về đi gia đình hay là chạy dịch vụ ở cái mẫu xe này. Và nó rất là hợp lý đấy ạ. Và lắp capo cũng nguyên bản nhá, không hề hiện tượng là đâm đụng gì, va quẹt gì vào cái lắp capo đâu ạ. Em sẽ nổ máy cho các bác xem cái mẫu xe này. Đấy, các bác cùng nghe và cảm nhận cái
mẫu xe là CX208 này nhá. Và để biết thêm chi tiết rõ hơn thì các bác vui lòng đến tại Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương, cửa hàng em để xem xe, hoặc là muốn chốt sớm chiếc xe này thì liên hệ với em qua số điện thoại 0976081699 để em có thể tư vấn để các bác có thể chốt sớm chiếc xe này nhá. Và nếu bác nào ở xa khu vực phía Nam mà không tới, không tiện tới xem xe thì kết nối Zalo qua số điện thoại của em sẽ quay video chi tiết qua Zalo cho các bác xem để các bác có thể chốt chiếc xe này. Dạ vâng, em Loan ô tô Kinh Môn vừa quay cho quý vị anh chị và các bạn xem cái mẫu xe hơn 100 triệu đồng thôi, 170 triệu đồng. Sở cái mẫu xe Daihatsu Xetia X208 nhá. 208. Và xe thì xe tên tư nhân, không chạy dịch vụ taxi. Với cái động cơ 1.6 nó rất là tiết kiệm nhiên liệu, dao động 6.5. Hơn một chút, trên 100 km ở trường thôi. Mà cái dòng xe rất là lành máy và độ thay rất là dễ, rất là rẻ nhá. Đấy. Cái mẫu xe gia đình. Vâng, các bác đừng quên đăng ký kênh cũng như like kênh, chia sẻ và nút chuông thông báo giúp em nhé, để tiện theo dõi những cái video clip mà em đã đăng lên từng ngày. Và cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã luôn đồng hành với kênh và theo dõi những video clip của em đăng lên. Cũng có thể là các bác có thể mua hoặc có thể tham khảo cũng được ạ. Vâng, và em xin thành cảm ơn, cũng như là chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc thật vui vẻ. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn qua những video tiếp theo ạ.